Rồi hôm nay mình có những chiếc Winner 62 mà nó bị lào xào hay đầu bò các bạn. Giờ mình nổ máy thử cho bạn nghe. Có thể là bị lột đầu lột cam này nọ các bạn, mà giờ mình phải bung ra mới biết chính xác hơn. Canh xăng gì đâu mà sáng sớm nó vậy là không biết sai bại lầm là phải kiểm tra xe này, báo chủ xe rồi mình bung ra. Rồi chủ xe nói xe này xe mua lại, các bạn nhìn thấy không, bây giờ là cái xe mà canh canh tàu lao cũng tàu lao hết nha các bạn, đang bung ra mình coi kiểm tra. Rồi chuẩn bị bung ra các bạn. Đây là vị trí ắc cò nè, ắc cò nè, làm quát ốc luôn, thế ốc khác vô thấy không, chiếc keo nè quát ốc luôn, thế ốc khác ốc lô vô nè, chứng tỏ thợ làm tàu lao nè. Rồi để mình bung đầu lòng kiểm tra tiếp, trường hợp mà mình thấy lột như thế này thì mình nên bung cái nồi kiểm tra lột nhớt các bạn. Cam thì đi BRT nữa bạn, thấy không, tầm 2 triệu một cặp, nhưng mà dĩa thì vẫn để zin, chứng tỏ thợ nhát tay không biết quay cam nè, nhát tay nên mua cam cũng cực kỳ gọi là chính hãng, nhưng mà không biết quay cam, mua nào cũng sợ, mua rồi chắc cú đại đổi xét đồ tốt á, nhưng mà không biết quay này quay nọ, không biết canh này làm tàu lao thôi bạn ơi. Rồi rõ ràng nãy chiếc xe nổ lên bạn thấy không, đi ở xuống đất leo nhưng mà không biết canh á, khó nổ, nổ lụp bụp lụp bụp. Để mình cho bạn coi khi bạn mua xe lại gặp thợ mà làm tàu lao nó sẽ như thế nào. Ốc thì ốc đầu là mất hết 4 ốc viên này, phải dặn lục giác rồi bạn thấy không, nên giờ lấy ra rất là khó nữa phải không. Xe tua xe này rồi, do cái đầu nó lột các bạn, có thể là nó hở nhiều đồng tiền nên gõ cách lớn, thì bây giờ phải bung ra kiểm tra hết đi. Xe này thì
Nói chung là cái lọc nhớt thì nó dơ chỉ gọi là 8-10 thôi. Nhưng mà giờ làm nhớt, xả ra cái lượng nhớt rất ít rồi. Đây thôi. Còn gì chiếc xe nữa các bạn. Bởi làm ở đâu, kiểm tra cái đó, bạn thấy không? Thấy đâu không? Mời đập thợ đáp. Ốc hát lai tùm lum la. Xe này thì chủ xe nó mua lại, không biết cố hình đi sao. Mình nghĩ là chắc banh lồng hết rồi. Giờ mình không biết nói sao chủ xe nó chỉ là chỉ sửa là cái tiếng kêu thôi, chứ nếu mà xe này chạy không ngon. Tại nó sai bài. Nếu mà muốn ngon hết chỉ có kiểm tra khắc phục nó hết thôi. À, nãy lấy ốc ra rất là cực nha các bạn, ốc lục giác không lỡ mà quát cái là mệt lắm á. Nó gì nó phải ốc lục giác các bạn. Gì nó đầu tép đàng hoàng chứ không phải lục giác. Lấy ra mà lỡ quát lục giác rất là cực nha các bạn, cái đầu. Không biết sao 40 đũa đầu mà lại thay cái này hay là mất không biết. Cái đũa rất là bự mà để mất. Xe chỉ mua xong chạy xong bị kêu thôi, chứ không biết xe này làm gì luôn. Chỉ biết nó làm 62 thôi. Tay tua đủ xe rồi. Lúc ra thì kiểm tra cái lọc còn đẹp các bạn. Hên rồi. Rồi. Rồi sau khi mà khắc phục lại thì nó im lại 95% luôn rồi các bạn. Rồi đề lên thử cho bạn nghe. Rồi đề nha.